giờ mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số tin chính đã phát trong ngày. Tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam vào sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định thanh niên xung phong là lực lượng thể hiện sức mạnh và ý chí của thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc kháng chiến, cứu quốc và dựng xây đất nước. Thủ tướng yêu cầu các địa phương phấn đấu hoàn thành cơ bản việc giải quyết chế độ chính sách người có công còn tồn đọng, trong đó có thanh niên xung phong trong năm nay. Tiếp tục phiên họp thứ 46, hôm nay nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị kỳ họp thứ 10 cũng sẽ tiếp tục được tổ chức với hai hình thức trực tuyến và tập trung. Dự kiến kỳ họp thứ 10 sẽ được khai mạc vào ngày 20 tháng 10, kéo dài trong 18 ngày, trong đó xem xét giảm thời gian thảo luận tổ, tăng thảo luận tại hội trường. Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ dành một ngày cho việc góp ý cho văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát đi thông cáo về lập trường của Mỹ về các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Theo đó, chính quyền Mỹ khẳng định các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các tài nguyên ở ngoài khơi trên hầu khắp Biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp do Bắc Kinh đang thực thi chiến dịch hăm dọa nhằm kiểm soát các nguồn tài nguyên này. Hôm nay, Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố sách trắng quốc phòng năm 2020. Sách trắng tái khẳng định quan hệ đồng minh với Mỹ đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng không chỉ đối với Nhật Bản, mà còn đối với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và cộng đồng quốc tế. Đồng thời nêu bật những thách thức từ môi trường an ninh phức tạp tại khu vực Biển Đông, Biển Hoa Đông. Vừa rồi là một số tin chính đã phát trong ngày. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.